đẹp lòng. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Nước tăng lực number one với Torin Inositol và vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh chinh phục thử thách. Với number one ai cũng có thể là người hùng. Hãy uống number one. Nước tăng lực number one tăng thêm sức mạnh chinh phục thử thách. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bình Phước khánh thành nhà máy xử lý rác công nghiệp công suất lớn. Hà Nội công bố 10 sự kiện ICT năm 2016. Thành phố Hồ Chí Minh xét xử băng nhóm người Trung Quốc giả công an lừa hơn 7 tỷ. Ngày 28 tháng 12, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Phước đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực 2. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 36 ha được chia thành 2 giai đoạn, tổng vốn đầu tư dự kiến là 320 tỷ. Giai đoạn 1, nhà máy đã hoàn thành đầu tư 2 hệ thống xử lý khí thải bằng túi lọc tĩnh điện đạt chuẩn châu Âu, tro xỉ sau đốt được hóa rắn để tái sử dụng trong xây dựng cơ sở hạ tầng nhà máy. Hệ thống xử lý chất thải lỏng có công suất 20 mét khối trên giờ, nước thải đạt loại A, hệ thống chôn lấp chất thải theo hình thức đóng kén bê tông nguyên khối. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Phước, đây là công trình góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu xử lý phù hợp với tốc độ công nghiệp hóa của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhà máy phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước về sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, chấp hành tốt các chính sách bảo hộ lao động với công nhân. Ngày 28 tháng 12, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lấy ý kiến của người dân về kiến thức dự án sân bay quốc tế Long Thành. Tại đây, 108 bản vẽ thuộc 9 phương án thiết kế của 9 đơn vị dự thi kiến trúc đã được trưng bày để người dân có ý kiến. Phiếu đóng góp ý kiến sẽ được tổng hợp hàng ngày, sau đó tổ chức kiểm điểm, niêm phong và chuyển kết quả lên ban tổ chức. Dự kiến cuối kỳ sẽ có tổng kết sơ bộ. Việc lấy ý kiến sẽ được tổ chức trong 15 ngày từ ngày 28 tháng 12 năm 2016 đến ngày 11 tháng 1 năm 2017. Sáng 29 tháng 12, Công an xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ một vụ cắt trộm hàng ngàn chồi bơ của 400 cây bơ tại rẫy của một hộ dân trên địa bàn. Trước đó, sáng ngày 28 tháng 12, ông Phạm Quang ở thôn 7, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ra thăm rẫy thì hốt hoảng phát hiện 400 cây bơ của nhà bị kẻ gian cắt trộm hết cành và chồi đang ra hoa. Ông Quang cho biết tất cả giống bơ của gia đình là bơ bút. Có 200 cây đã trồng được 4 năm đang chuẩn bị thu hoạch lứa đầu tiên và 200 cây bơ non mới ra hoa trồng được 2 năm. Giờ cây bơ bị cắt mất cành và chồi thì phải mất 2-3 năm chăm sóc mới ra lại. Chỉ tính riêng tiền chăm sóc phân bón suốt mấy năm qua, gia đình ông Quang đã thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Nhận được tin báo, công an đã xuống hiện trường lập biên bản xử lý để điều tra làm rõ. Được biết hiện nay trên địa bàn có một số cơ sở ươm cây bơ giống thu mua chồi bơ về ươm với giá 5.000 đồng một chồi, nên đây không chỉ đơn thuần là vụ việc phá hoại tài sản của người dân mà nhiều khả năng còn phục vụ cho mục đích cắt trộm chồi bơ để bán. Chiều ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2016 và tọa đàm doanh nghiệp ICT Việt vươn ra thế giới. Theo đó, 10 sự kiện ICT tiêu biểu do chính các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin bình chọn, gồm sự kiện các cảng hàng không và Vietnam Airlines bị hacker tấn công, Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép 4G cho các nhà mạng, Thủ tướng đề nghị bỏ điều 292 tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, phát hiện công ty Sam Media móc túi 230 tỷ đồng thuê bao di động tại Việt Nam, các ngân hàng lớn trong nước bị hacker tấn công, các nhà mạng khóa và thu hồi 15 triệu SIM di động trả trước kích hoạt sẵn, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố đổi mã vùng điện thoại cố định. Năm 2016 được chọn là năm quốc gia khởi nghiệp. Luật an toàn thông tin mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Và sự kiện ba mạng di động ba nước Đông Dương xóa bỏ cước roaming. Cũng tại lễ công bố, một số doanh nghiệp lớn như Viettel, FPT, VNPT đã tham gia tọa đàm doanh nghiệp ICT Việt vươn ra thế giới. Ngày 29 tháng 12, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoa nội cơ xương khớp của bệnh viện đã chẩn đoán và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân bị u gây bệnh nhuyễn xương, giúp cho bệnh nhân đi lại bình thường sau nhiều năm ngồi xe lăn và đi khắp nơi tìm cách chữa trị nhưng không thành. Bệnh nhân là phụ nữ, sinh năm 1962, cụ tại thành phố Hồ Chí Minh, khởi bệnh từ tháng 10 năm 2012 với các biểu hiện đau xương, gãy xương liên tiếp, yếu hai chi dưới, đi lại khó khăn. Mặc dù đã khám và điều trị ở nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
chị phải ngồi xe lăn từ tháng 6 năm 2014. Sau khi tìm đến khoa nội xương khớp bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và được làm nhiều loại xét nghiệm để kiểm tra, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh TIO, tức bệnh u gây bệnh nhuyễn xương. Cho đến nay trên thế giới chỉ có khoảng trên 300 trường hợp. Tôi phải nhờ các cái đồng nghiệp ở bên Pháp xét nghiệm giúp cho chúng tôi, tại vì cái xét nghiệm này hiện nay các cái labo ở Việt Nam của chúng ta là chưa có làm được. Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục, bệnh nhân có thể sinh hoạt đi lại bình thường sau chiều năm ngồi xe lăn. Đây là trường hợp u gây bệnh nhuyễn xương đầu tiên được chẩn đoán và điều trị thành công đầu tiên tại Việt Nam. Chỉ sau hơn vài ngày mở bán, hoạt động kêu gọi mua 30 tấn củ đậu, tức củ sắn, do một nhóm phóng viên phát động nhằm ủng hộ người dân Quảng Ngãi đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dân tại Hà Nội. Những ngày này, mỗi khi đi qua khu vực trước cổng Đại học Thủy lợi, tòa nhà CT12A, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ và HH3B, khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội, người dân sẽ thấy một nhóm bạn trẻ bày bán củ đậu, hay còn gọi là củ sắn, với mức giá 6.000 đồng 1kg, nhằm ủng hộ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai. Hoạt động này do chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ đô và các phóng viên khác tại Hà Nội phát động thực hiện. Tôi cũng muốn góp một phần rất nhỏ thôi để cùng chung tay với lại đội đi làm để ủng hộ mọi người. Mức giá thu mua tại Quảng Ngãi là 2.500 đồng 1kg. Đây là mức người dân vẫn bán nếu không bị ép giá. Sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển, 1kg củ đậu thì được bán tại Hà Nội với giá 6.000 đồng. Theo ghi nhận sơ bộ sau 2 ngày phát động, lượng củ đậu đã được tiêu thụ đến 15 tấn. Tiếp theo chương trình là những thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Chiều 28 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử 4 bị cáo người Trung Quốc và 5 bị cáo người Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo nội dung vụ án, năm 1993, đối tượng Chen Yinhao từ Đài Loan sang Việt Nam để kinh doanh. Đến năm 2014, Chen Yinhao gặp một đồng hương tên Lin Yilan và nhận lời Lin Yilan tham gia một băng nhóm chuyên lừa đảo qua điện thoại. Nhóm 9 tên đã giả danh công an hù dọa các bị hại liên quan tới một đường dây rửa tiền mà công an đang điều tra. Khi biết họ có gửi tiền ở ngân hàng, chúng dụ gửi toàn bộ số tiền vào một tài khoản để xác minh và điều tra, sau đó hoàn trả sau 24 giờ. Chỉ từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2014, băng nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền lên hơn 7 tỷ đồng của 22 người bị hại. Kết thúc phiên tòa, tòa tuyên phạt Chen Yinhao và Liu Mingqi 18 năm tù, Chu Minh Siêu 16 năm tù, Trần Thị Ngọc Hiền 12 năm tù, 5 đồng phạm khác bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 6 năm tù cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt Nguyễn Văn Điều 2 năm tù về tội tiêu thụ tài sản phạm tội mà có. Ngày 28 tháng 12 tại km 308 quốc lộ 1A, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương phát hiện xe khách 48B00444 do Cao Ngọc Sơn sinh năm 1971 tại Thái Bình điều khiển, chở trong cốp xe 250kg thịt lợn đã phân hủy và bốc mùi hôi thối. Sơn khai nhận chở thuê số hàng đến Bình Phước tiêu thụ. Cùng ngày, trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương tiếp tục bắt giữ xe khách 81B00470 do Nguyễn Thành Tiến sinh năm 1967 tại Gia Lai điều khiển, chở 60kg thịt chim và 65kg thịt lợn trong thùng xốp không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ kiểm dịch. Vào hồi 17 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại chợ đồn xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, lực lượng công an phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở của ông Đỗ Tiến Chính đang thực hiện đóng chai nước mắm có dấu hiệu giả nhãn hiệu. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 94 can nhựa loại 20 lít có chứa nước mắm, 16 lít nước mắm nguyên liệu, 16 thùng cát tông, bên trong có chai đựng nước mắm và nhiều dụng cụ để phục vụ cho việc sản xuất. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý. Thời gian gần đây, Công an tỉnh Lạng Sơn ghi nhận một số trường hợp thanh thiếu niên sau khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê đã bị một số đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc khống chế bắt giữ, sau đó gọi điện cho gia đình các nạn nhân để đòi tiền chuộc. Đầu tháng 10 năm 2016, ông Lăng Văn M ở xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đến cơ quan công an trình báo về việc con ông là Lăng Thị H cùng một người bạn khi đang ở Trung Quốc lao động làm thuê thì đã bị một nhóm đối tượng bắt cóc và yêu cầu tiền chuộc là 100 triệu đồng. Nếu không làm theo, đối tượng sẽ bán hai cô gái vào đồng mại dâm hoặc sẽ giết chết con ông và người bạn đi cùng. Quá lo lắng và sợ hãi nên cả hai gia đình đã vội vàng đi vay mượn khắp nơi. Mỗi gia đình đã chuyển cho bọn bắt cóc 20 triệu đồng. Nghe tin là chúng nó bắt cóc, bắt gia đình tôi là nộp 100 triệu thì cho nó mới thả.
Nhóm đối tượng bị bắt là Hoàng Ngọc Trai sinh năm 1993 và Trần Thị Linh sinh năm 1996 cùng trú tại Quảng Bình, Nguyễn Thị Lý sinh năm 1992 trú tại Bắc Giang. Các đối tượng khai nhận đã bắt cóc được 5 nạn nhân người Việt Nam đang lao động làm thuê tại Trung Quốc. Với thủ đoạn quảng cáo cần tìm lao động làm việc trong những công ty có mức lương cao trên mạng xã hội, sau khi có người liên hệ, các đối tượng hẹn nạn nhân ra chỗ vắng để khống chế và giam giữ, rồi gọi điện về cho gia đình nạn nhân yêu cầu gửi tiền chuộc qua tài khoản ngân hàng. Trong thời gian vừa qua, nổi lên tình hình công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, bị một nhóm đối tượng là người Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc bắt giữ đòi tiền chuộc. Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tiến hành làm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Khi đi lao động phải đăng ký với chính quyền địa phương địa chỉ nơi đến lao động, tránh đi lại những nơi vắng vẻ và gặp gỡ những người lạ mặt khả nghi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mong cho sang năm trẻ đẹp lòng. Món quà sức khỏe, tươi trẻ đón xuân. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Vĩnh Long, độc đáo bộ sưu tập nông ngư cụ lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Phá đường dây bán phụ nữ ra nước ngoài, bắt 3 đối tượng.